Galaxy S20 và Galaxy Fold 2. Một ngày sau khi tiết lộ video sự kiện Unpacked tiếp theo của Samsung, hãng smartphone số một thế giới đã chính thức xác nhận ngày diễn ra sự kiện. Theo đó, sự kiện Unpacked sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 2 tới, có thể được tổ chức tại San Francisco, California, Mỹ. Dự kiến flagship mới Galaxy S11 hoặc Galaxy S20 và Galaxy Fold 2 sẽ được giới thiệu tại sự kiện này. Đây sẽ là lần ra mắt sản phẩm mới đầu tiên của Samsung trong năm 2020 và sản phẩm được kỳ vọng xuất hiện là Galaxy S11. Các báo cáo cho biết có thể có tên gọi là Galaxy S20. Các tin tức dò dỉ cho biết, flagship mới sẽ có một số cải tiến về camera và màn hình với tốc độ làm mới cao hơn. Điều được trông đợi NUAC là Samsung sẽ ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập thứ hai của hãng này, Galaxy Fold 2 với thiết kế vỏ sò. Một số hình ảnh của thiết bị này đã dò dỉ thời gian gần đây. Galaxy Fold 2 cũng được cho là sẽ có giá rẻ, khoảng dưới 1.000 đô la Mỹ, so với mức giá 2.000 đô la Mỹ của Galaxy Fold đời đầu. Cuối cùng, Samsung cũng có thể trình làng tai nghe Galaxy Buds cộng tại sự kiện này, đã có báo cáo cho biết Buds cộng sẽ hỗ trợ khử tiếng ồn chủ động, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thông tin này.